Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái, như Anna đã chia sẻ, chúng ta sẽ nói đến một cái gốc rễ. Tức là như thế nào? Tức là mình kinh doanh thì mình phải biết là mình đang kinh doanh với cái gì, đúng không ạ? Và mình cũng không thể nào trên trời dưới biển được là à, tôi vào đây tôi mở một cái mã số, tôi vào đây để mà tôi đi học, tôi phát triển đội nhóm, hay là tôi làm một cái gì đó mà nghe nó có vẻ gọi là trao giá trị quá. Thế thì mình phải biết rằng là chúng ta sẽ trao được giá trị, chúng ta sẽ có một môi trường như thế để đồng hành cùng nhau, để chơi, để học, để ăn cùng nhau khi mà chúng ta kinh doanh. Ở đây không phải là một giống như làm đây, đây đây không phải là một cái đội nhóm mà hoạt động là từ thiện, mà ở đây chúng ta tìm mọi cách để chúng ta vượt vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Và trong cuộc đời thì ai cũng phải bán một cái gì đó. Nếu mà bạn học được cái kỹ năng bán hàng thì cho dù là mình có đi đến đâu đi chăng nữa, và có bao nhiêu năm đi chăng nữa, có làm bất kể một công việc gì, lập bao nhiêu công ty đi chăng nữa, thì bạn cũng thấy rằng là cái kỹ năng bán hàng này nó sẽ theo với các bạn cho đến cuối cái cuộc đời này, đúng không ạ? Và đặc biệt là những anh chị mà có tuổi đời mà lớn hơn cái gọi là lớn hơn tuổi của Anna, thì chắc chắn là các anh chị sẽ còn có cái cảm nhận này một cách rõ ràng hơn, là suy đến tận cùng chúng ta luôn luôn phải bán một cái gì đó. Thế cho nên là đây, hãy xem như đây là một cái công việc khởi đầu kinh doanh để mà chúng ta có thể bắt đầu, chúng ta trang bị cho mình những cái kỹ năng thực thụ, không phải là những cái kiến thức ở trong sách vở, mà là những cái kỹ năng, những cái kỹ năng thực thụ. Ví dụ như nhiều người bạn nói rằng là tôi chỉ muốn kiếm thêm một số thôi, hoặc là tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn, hoặc tôi muốn có một công việc chính ở đây, hoặc đơn giản tôi muốn chỉ muốn là người bạn tiêu dùng thông minh thôi. Thì mình hãy nhớ một điều như thế này: cho dù sự lựa chọn của mình là như thế nào thì mình cũng cần phải hiểu tất cả những cái sự lựa chọn còn lại. Bởi vì có thể mình đang chọn sự lựa chọn này mà những người họ tin tưởng đồng hành cùng mình, họ lại chọn một sự lựa chọn khác mình, đúng không ạ? Và khi mà họ chọn một sự lựa chọn khác mình thì việc của mình là người dẫn đường, việc của mình là người đi trước, mình là người hướng dẫn, thì mình phải biết cách để mà hướng dẫn họ. Cho nên là cho dù là chúng ta có xuất phát điểm như thế nào và chúng ta đang có một cái mục tiêu khác nhau đến đâu, thì chúng ta đều phải hiểu được là tại sao chúng ta lại, các nhà khoa học lại phải đưa ra một cái chương trình, và tại sao mà người ta lại tạo ra những cái đặc điểm có thể gọi là USP của sản phẩm, tức là lợi thế duy nhất. USP viết tắt từ của từ tiếng Anh là unique selling point, tức là những cái ưu điểm vượt trội của sản phẩm, của một cái dòng sản phẩm này nó khác với các cái thương hiệu khác, để mà không một ai cũng muốn thì cũng không bắt chước được, dạng này như vậy. Thế thì từ cái đó mà nó tạo cho chúng ta những cái lợi thế cạnh tranh. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là chúng ta tìm hiểu về đúng cái đó, đúng cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Và để làm gì ạ? Để cho thứ nhất, bản thân mình là người trải nghiệm, mình là kinh doanh thì mình phải trải nghiệm được cái sản phẩm của mình phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Và cái số 2, khi mình có đi tư vấn cho ai đó thì mình cũng có được nắm được cái căn bản, mình không cần phải là chuyên gia về sản phẩm. Việc của mình là gì? Việc của mình là hiểu nguyên lý, hiểu cơ chế của nó, hiểu cái cách tác động của nó, rồi từ đấy mình sẽ từ dùng cái đấy để mà mình đi mình giới thiệu cho những cái người mà tin tưởng mình. Bạn có thể để ý là trong nghề của chúng ta sẽ làm 3 việc. Số 1, chúng ta sẽ bán hàng bằng truyền miệng. Số 2 là chúng ta sẽ tìm ra và phát triển ra một đội nhóm những người cũng bán hàng bằng truyền miệng. Và cái số 3 là chúng ta tìm cách chúng ta tối ưu cái kết quả làm việc của đội nhóm. Thế thì đấy, bạn 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 nghe như vậy để bạn không còn bị hoang mang là à, tôi vào đây tôi sẽ làm gì? Cụ thể đưa cho tôi một cái sản phẩm này thì tôi sẽ làm gì? Có nhiều người bảo là ơ thế bây giờ bạn Anna bạn bảo là ui cứ trải nghiệm sản phẩm, lên đơn hàng 2 triệu mấy uống đi, uống xong biết rồi đi chia sẻ là cụ thể nó như thế nào. Thế thì cụ thể là sau khi bạn dùng xong, bạn có niềm tin, bạn có cảm nhận xong, thì chúng ta chính là những người mà vừa dùng vừa bán, vừa dùng vừa bán. Và chúng ta không phải là những cái người bán hàng thông thường, chúng ta là một tư vấn viên. Tức là cái tên gọi của chúng ta là một tư vấn viên. Tư vấn viên tức là mình phải làm được hơn cái cô mà chỉ là đơn giản là đứng giới thiệu hàng ở trong siêu thị hoặc trong những đại lý. Việc của mình là phải hiểu về công dụng, phải hiểu về tính năng. Có rất nhiều bạn thì nói rằng là bây giờ một sản phẩm dầu Bam Sam chẳng hạn, tại sao dầu Bam Sam nó lại có tỉ tỉ những cái cách dùng, từ cái việc là nào là nhỏ mũi rồi bôi rồi đến cái việc là mình bôi để mà giảm sốt, rồi 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 có một số người thì lại còn bôi vào những cái bệnh chàm, tỉ tỉ thứ. Thế bảo tại sao lại như vậy? Vì thế mới cần những người tư vấn viên như chúng ta, vì thế mới cần những cái người mà hiểu về cái nguyên lý sản phẩm. Cho nên có rất nhiều tài liệu, tùy vào cái mức độ mà các bạn muốn tìm hiểu đến đâu thì mình sẽ tìm hiểu đến đấy. Và chúng ta cũng không bị quá sa đà. Anna nói luôn là một mặt mình tìm hiểu, nhưng mặt khác mình cũng không được quá sa đà vào sản phẩm, bởi vì không ai nhân bản được cái sự gọi là chuyên gia của mình cả.
Có rất nhiều người học hết lớp 3, học hết lớp 8, nông dân bán cá. Họ không thể nào là chuyên gia sản phẩm được. Đúng không nào? Không ai nhân bản được cái điều đấy. Cho nên là chúng ta mới cần hướng dẫn nhau cái nguyên lý của ngày hôm nay. Đấy là cái điều mà Anna muốn trao đổi với các bạn đầu tiên. Điều tiếp theo mà Anna muốn trao đổi với các bạn đó là gì? Đó là việc của mình là dùng, rồi sau đó mình sẽ đi chia sẻ cái cảm nhận đấy. Chứ không phải việc của mình là đi giới thiệu cho người khác mà bản thân mình thì không dùng cái thứ mà mình đang cung cấp, là mình đang bán. Hãy nhớ rằng là chúng ta đang là những cái người kinh doanh, những doanh nhân kinh doanh dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe. Và đã là kinh doanh cái dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe thì bản thân mình phải bán được hàng cho chính mình. Bản thân mình phải hiểu được cái sản phẩm này nó sẽ tác động như thế nào đến cơ thể của mình. Và mình sẽ cho người khác những thứ mà mình thực sự có. Mình cho người khác những thứ mà mình thực sự tin tưởng. Mình cho người khác cái thứ mà mình thực sự trải nghiệm. Chứ không phải là mình dùng một đằng xong bắt đầu mình bán một nẻo là không. Đó, đấy là cái số 2, điều số 2 mà các bạn cần phải nhớ. Chúng ta phải luôn luôn phải đi từ cái niềm tin sản phẩm, đi từ cái trải nghiệm sản phẩm của mình. Rồi cái điều số 3, một số bạn lại hỏi là thế bây giờ tôi đâu có bị tiểu đường đâu mà tự nhiên bây giờ bảo tôi là phải trải nghiệm sản phẩm, thì tôi cũng không thể nào mà tôi có thể trải nghiệm được cái bộ mà bị tiểu đường, đúng không nào? Để rồi tôi mới tư vấn cho người tiểu đường. Hoặc là có những người bị stress, bảo tôi có bị stress đâu, bây giờ tôi nói làm gì? À, thế thì chúng ta phải hiểu được, phải tận dụng được một cái, đó là cái tính logic. Sản phẩm của chúng ta xuất hiện 24 năm rồi, có mặt ở 26 quốc gia, là có văn phòng đại diện, tức là vốn 100% của Liên bang Nga. Và có mặt ở 65 quốc gia, tức là có những cái quốc gia mà mình bán được online. Thế thì một cái dòng sản phẩm mà như thế, xong bắt đầu nó lại có nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu rõ ràng, mua hàng có hóa đơn đỏ. Từng cái sản phẩm bạn click vào ở trên website, ra thông tin và ra cả cái giấy tờ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu những sản phẩm như thế thì số 1 mình hãy dùng cái tư duy logic của mình để mình có ngay cái niềm tin ban đầu. Số 2 là gì? Cái số 2 là bạn có thể thấy rằng là hiện tại đội nhóm chúng ta là có bao nhiêu nghìn ạ? Có khoảng 26.000 người trong S69 và chúng ta có khoảng tổng 30.000 nhà phân phối. Thì Anna xin đưa các bạn đến một cái Zoom. Xin lỗi, một cái group ở trên Facebook mà để các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta đang có bao nhiêu người sử dụng sản phẩm có kết quả. Để mà chúng ta có thể có gia tăng cái niềm tin, chúng ta phải, hôm nay chúng ta nói về sản phẩm mà, đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang có cái thông tin gì. Đây gọi là, đây kết quả sử dụng sản phẩm của Sibri. Khi các bạn vào đây thì cái nhóm này có bây giờ đã có hơn 12.000 người rồi. Hơn 12.000 người đang ở trên này chia sẻ với nhau những cái thứ công dụng sản phẩm và kết quả của họ. Bạn có thể già từ trên già xuống. Bạn có thể già từ trên già xuống. Đầu tiên là họ sẽ nói về cái chai dầu balsam kỳ diệu. Họ quay những cái video lên để giảm đau, để cầm máu, để này kia. Họ quay lên đây bị côn trùng cắn ngày kia đó, để họ chuyển. Mà tôi nói là riêng cái dầu balsam này mà cho vào mũi khi mà trị viêm xoang thì nó hăng lắm nhá. Mình phải biết, người lớn dùng đi rồi hãng dùng cho trẻ con. Rồi tiếp, ví dụ như phọc mula nó có thể rồi kết hợp với cả cái dầu balsam để chữa những cái nứt nẻ chân này này. Đấy, với những cái người mà họ rất cần những cái bằng chứng thì mình hãy vào đây để cho họ bằng chứng. Ok chưa nào? Đây, mẹ làm sao, mẹ bị làm sao, chữa làm sao, cải thiện sức khỏe khớp làm sao. Đó, thì đang có những cái người mà người ta ngày đêm người ta vào đây, người ta chia sẻ. Rồi lẹo thì dùng có được không nè. Đấy, xong rồi những cái sản phẩm dùng làm sao này. Đó, rồi bạn thấy được là những cái người mà người ta chia sẻ về trẻ hóa này. Đấy, có rất là nhiều. Đây, ngay cả những cái mụn cơm này này. Mụn cơm ở dưới mắt này bình thường là phải đi đốt, đúng chưa? Đấy, thì bắt đầu vào đây mình hỏi xem mà có được hay không này. Đấy, xong rồi có những người mà người ta nhỏ băng sam vào mũi này, buồn cười lắm. kêu trời đất lên. Xong rồi làm sao nữa này. Đó, tất cả trong này đều có hết. Bạn có thể vào đây để bạn gia tăng thêm cái niềm tin của bạn. Bạn gia tăng lên cái niềm tin của bạn để cho cái niềm tin của bạn nó gốc rễ và bạn có thể ngay từ lần đầu tiên bạn dùng bạn đã có thể tin rồi. Đó. Đây, những bạn mà bạn ấy bị mũi đốt mà kiểu này mà chấm xong thì nó sẹt làm sao. Đó, có rất nhiều thứ ở trong này, có nhiều lắm. À đây, rồi bị chó cắn. Thả phọc mula vào nó thải độc ra này, nó bắt đầu ra những cái nước trắng thế này và cuối cùng thì cái vết thương này nó đã chuyển thành như thế này, là buổi sáng hôm sau. Và ngay cả bản thân con trai Anna thì khi mà mình cầm máu cho bé thì bằng những sản phẩm của mình nó đều rất là, nó ra kết quả rất là nhanh. Thế thì đầu tiên mình phải biết sử dụng tư duy logic,
Và mình phải biết rằng là ở Việt Nam chúng ta đang có rất là nhiều nghìn người đang sử dụng sản phẩm và có kết quả. À, và rồi sau đấy chính mình trải nghiệm sản phẩm để cái niềm tin của mình là gốc rễ. Sau đó thì mình sản phẩm, dùng sản phẩm một số loại, rồi từ đấy mình đã bắt đầu đi chia sẻ tất cả các loại chứ, đúng không nào? Chứ đâu phải là chúng ta chỉ sử dụng một số loại thôi. Và việc của chúng ta phải nhớ rằng khi các bạn kinh doanh thì các bạn sẽ chia sẻ cái kết quả câu chuyện kinh doanh thành công. Còn khi mà các bạn đi bán hàng ấy thì các bạn phải chia sẻ câu chuyện sử dụng sản phẩm hiệu quả. Nếu mà mình làm đúng nguyên tắc như vậy thì luôn luôn mình bán được hàng. Thế khi mà bạn hiểu về cái tư duy trước đã, cho dù là mình có muốn làm các bước nào đi chăng nữa, gia tăng niềm tin như thế nào đi chăng nữa, thì bạn phải hiểu được cái tư duy đấy. Mình sau khi mình hiểu cái tư duy đấy rồi thì mình bán hàng mình mới cảm thấy rằng à nó thông được, nó dễ thông được. Rồi một cái điều số 3 mà Anna cũng rất là mong là các bạn cần phải lưu ý rằng chúng ta đang có trong tay cái gì. Chúng ta đang có trong tay một cái món quà của tạo hóa thực sự đấy ạ. Món quà của tạo hóa này là như thế nào? Là số 1, nó đến từ cái vùng thiên nhiên hoang dã. Nếu một sản phẩm nào mà nó hoặc không phải chỉ là thực vật nhá, mà là cả động vật cả con người, nếu mà sống trong một môi trường có ba sạch là đất sạch, không khí sạch, nước sạch, thì tự động là cái sản phẩm đấy sẽ tốt, thì tự động nó sẽ cho cái gọi là một cá thể đấy nó sẽ khỏe mạnh, mình tạm gọi là cá thể đi đó. Thế thì mình cũng thấy rằng là trong đội nhóm của chúng ta ngày hôm nay, ngay ở trong buổi ngày hôm nay thôi, mình cũng làm một cộng đồng thu nhỏ rồi. Chúng ta có những người bị nhức đầu, chúng ta có những người bị đau khớp, bị hen suyễn, bị đau bao tử, có những người bị những cái bệnh mà gọi là sinh ra đã bị, ví dụ như là bị những cái bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ, hay là những cái bệnh như là bệnh nhược cơ, hay là những cái bệnh như là thiếu những cái yếu tố đông máu. À, chúng ta có rất là nhiều người đa dạng, và rất nhiều người thực sự thắc mắc là liệu cái sản phẩm này nó có hiệu quả không. Rồi nữa là gì, có những người mà thích ngực bự, đúng không? Trời ơi, Anna đăng cái combo sản phẩm mà thích ngực bự hả, chia sẻ quá trời đó, làm cho phụ nữ đẹp hơn, chữa nám cũng có mặt ở đây. Rồi những người doanh nhân, những người đơn giản là nói chung là khỏe mạnh mà muốn dùng cái bộ để mà mình có đây để gọi là để cao cái năng lượng lên, hay là để làm sao để mình có thể làm việc hiệu quả hơn và tốt hơn. Rồi có con nhỏ muốn dùng sản phẩm để cho con. Rồi ví dụ như cái cặp đôi gọi là cặp đôi bạn thân, bạn Thương và bạn Phong, thì là những cái huấn luyện viên yoga. Thì khi mà các bạn dùng sản phẩm cho khách hàng thì đa phần là khách hàng giảm cân nhỉ, giảm cân và các chị thích làm đẹp đấy. Thế thì rất là đa dạng. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu một điều, đó là nguyên lý sản phẩm của chúng ta. Tại sao mà cũng có từng đấy sản phẩm thôi, dùng theo kiểu này nó ra cái kết quả này, mà dùng theo kiểu kia nó ra cái kết quả kia. Thì chúng ta cần phải hiểu cái nguyên lý của nó, và cái nguyên lý của sản phẩm chúng ta để mà chúng ta hiểu rõ được. Thì Anna xin được đưa các bạn đến với cả một cái slide này, để cho chúng ta cùng nhau chúng ta tìm hiểu cái lý do tại sao mà một sản phẩm của chúng ta lại có thể có cái hiệu quả được. Đấy, sorry các bạn. Chờ Nam một chút. Đây. Bây giờ chúng ta cần phải nhìn nhận thế này này. Mình phải hiểu rõ một chút về cơ thể của mình. Thực ra cuộc đời đưa cái nhân duyên đến để chúng ta kinh doanh cái dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe là để chúng ta có thể hiểu rõ về được cơ thể của mình đấy. Thông thường cơ thể của mình như là một cái cây. Và cái cây này, cái miệng của mình và tất cả những cái gì, những cái lỗ nào mà thông từ cơ thể mình với thế giới bên ngoài, từ tai này, từ mắt này, từ lỗ chân lông này, từ họng này, từ hậu môn này, tất cả những cái gì mà thông được với thế giới bên ngoài, nó đều đang là cái cổng để chúng ta trao đổi bên trong với bên ngoài. Và thông qua cái cổng này thì chúng ta bắt đầu đưa vào trong cơ thể những cái gì đó, mà rồi đưa ra những kết quả là những cái bệnh như là suy gan, tiểu đường, vô sinh, huyết áp, suy thận, tim mạch, ung thư, xương khớp, suy nhược, rồi đau đầu, đau bao tử, bị hen suyễn, rồi thiếu yếu tố đông máu và ti tỉ thứ, nám, rồi béo phì, rồi ốm yếu, gầy gò, tất cả mọi cái đấy. Thế nó đến từ đâu? Ông bà mình hay nó có cái câu là bệnh từ miệng mà ra. Thế thì tất cả những cái lỗ mà thông với lưu thông với cái thế giới bên ngoài, gọi là những cái kênh, cái tên gọi là đẹp hơn, gọi là những cái kênh, thì nó đang bị hấp dẫn thừa độc tố. Việt Nam chúng ta là một trong những cái quốc gia mà bẩn nhất ở trên thế giới. Chúng ta có nhiều những cái đặc sản về cái việc gọi là đặc sản kỳ lạ nhất trên thế giới đó. Thế thì cái việc
bẩn đấy nó đến từ thực phẩm, nó đến từ không khí, nó đến từ đất, nó đến từ gọi là gì nhỉ, suy nghĩ của chúng ta, tức là bị stress nó cũng tạo ra những rất nhiều những cái độc tố. Và ngay cả cái tế bào của chúng ta, khi mà tế bào của chúng ta nó trao đổi chất, cũng bản thân cái việc trao đổi chất đấy cũng tạo ra những cái chất thải rồi, và chất thải đấy cũng là độc tố. Thừa mỡ, bây giờ ai bụng cũng bự hết và ai cũng mập mạp hết nếu mà mình so với trước đây. Rồi thừa đạm, ăn bây giờ ăn rất nhiều cho nên là thừa mỡ thì béo phì, mà thừa đạm thì bị gút đấy ạ. Và còn thừa nữa là thừa đường, thừa đường thì bị tiểu đường, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ món nào cũng làm cho ngọt lịm lên, loại trái cây nào cũng ngọt lịm, mà đồ ăn nào cũng gia giảm đường rồi chất béo này kia vào, nó bị thừa. Rồi bị thiếu thì thiếu cái gì? À, thiếu vi chất dinh dưỡng, thiếu chất xơ và thiếu hoạt chất sinh học. Thế thì có nhiều người bảo là, bây giờ ấy, có rất nhiều người bảo là nếu mà thiếu như này thì nó thế này thì vô lý. Bởi vì chúng ta ăn đã đủ rồi thì cần gì mà chúng ta cần phải uống thêm như một số những cái sản phẩm khác nữa. Thế thì Anna nói thật với các bạn là một quả chuối bây giờ thì cái hàm lượng dinh dưỡng bằng 1/10 quả chuối trước đây. Tức là nếu như bây giờ mình phải ăn 10 quả chuối thì mới bằng ăn một quả chuối cái thời mà ông bà của mình. À, thế bạn cũng thấy rằng là chúng ta ăn mà đủ cái lượng dinh dưỡng có trong quả chuối đấy thì có lẽ là chúng ta đã béo phì bởi vì ăn quá nhiều chuối, vì cái năng lượng nó rất là cao. Và bao trùm lên tất cả nó là stress, căng thẳng, áp lực mà mình không có cách mình giải tỏa thì nó tạo ra những cái quả như thế này. Và việc của mình là gì? Việc của mình là làm sao đó để có thể loại bỏ những phần thừa, bổ sung những phần thiếu, thì tự động những thứ này nó thay đổi. Đó, đúng không ạ? Tự động những cái quả này nó sẽ thay đổi. Thế thì nếu như chúng ta mà sống ở một cái vùng là đất sạch, không khí sạch, nước sạch, thì và chúng ta có một cái chế độ ăn cân bằng, nhiều thực vật, thì chúng ta đâu có cần phải uống thêm sản phẩm gì nữa đâu. Mà do chúng ta đang sống ở Việt Nam là đất nước mà chúng ta biết rồi, chúng ta có quá nhiều cái bẩn. Với nữa là gì? Độc tố nó vào ở tất cả các kênh và nó đang vào quá nhiều. Trong suốt mấy chục năm qua, người mà sống 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, chúng ta tắm mỗi ngày một lần, đúng không ạ? À, ai tắm mỗi ngày một lần, giơ ngón tay cái giúp Anna. Dạ, có đứa tắm 2 lần cho nên thằng Phong không giơ tay, đúng không? Tắm 3 lần cho nên không giơ tay, quá sạch. Đấy, tắm 3 lần, đánh răng một ngày tối thiểu béo nhất 2 lần, đúng không? Ai đánh răng tối thiểu một ngày 2 lần giơ tay? À rồi, tốt. Rồi tiếp nữa là gì? Ai mà mỗi ngày mình ăn uống mà mình rửa chén thì mình cũng phải ăn 3 bữa thì mình cũng phải rửa chén 3 bữa. Nhà cửa chúng ta ngày nào cũng phải quét dọn một lần, đúng không ạ? Nếu ai mỗi ngày quét dọn nhà một ngày giơ tay. Rồi, giường chiếu của mình, chăn ga, gối đệm của mình á, mình bèo nhất một tuần mình cũng phải thay một lần chứ, đúng không ạ? Là cái chăn ga gối đệm của mình, ai mà thay chăn ga gối đệm một tuần một lần giơ tay. Rồi, bây giờ nhà ai có thùng rác, có ai mà để quên rác 3 ngày, đặc biệt là ví dụ ăn hải sản ấy, để quên rác ở trong thùng rác mà 3 ngày không vứt đâu. Có ai có giơ ngón tay cái coi. Nhất là ăn ngao sò ốc hến ấy, mở thùng rác ra có chết luôn cả cái con người không? Cái mùi của nó bốc lên. Thế thì nếu một cái thùng rác của mình mà 3 ngày mình quên đổ thôi nó đã bẩn thế rồi. Thì nếu mà bạn sống trong cơ thể của mình, cái răng của mình mà một ngày 3 ngày dụ thôi này, 2 ngày không đánh răng thôi mở miệng ra, cái mùi nó bốc ra, có ai dám chơi với mình nữa không? Không ai dám chơi với mình nữa luôn. Thế thì bạn hãy cứ hình dung thế này này. Cái thức ăn mình đưa vào cái hệ tiêu hóa của mình ý, đầu tiên cái hệ tiêu hóa là cái nơi có cái bãi rác. Ở đây nếu ai ở Sài Gòn sẽ biết cái bãi rác ở quận 7, đúng không ạ? Nó bốc mùi vài cây số. Nó bốc mùi vài cây số. Và vì như vậy cho nên rằng là bên trong cơ thể của mình á, cũng có những cái bãi rác và đang bẩn như thế. Cái bẩn đầu tiên chính là cái hệ tiêu hóa của mình. Và việc của chúng ta là chúng ta phải làm sạch được cái môi trường bên trong cơ thể. Và các cái nhà khoa học họ thấy rằng là cái độc tố nó không phải nó tập trung nhiều ở cái đại tràng đâu. Cái đại tràng của mình nó hình chữ U. Và nó là chữ U ngược, nó U ngược thế này này các bạn này, nó là hình chữ U ngược. Và với hình chữ U ngược như thế thì riêng cái đại tràng đã dài 1m2 đến 1m5 rồi, và nó gấp khúc rất là chặt vào với nhau. Và nguyên cái hệ tiêu hóa của mình thì dài 6 đến 7 mét, rất là dài. Vì thế cho nên rằng là nếu mà chúng ta không có cách để chúng ta làm sạch ấy thì bên trong cơ thể của chúng ta rất là khủng khiếp, không khác gì một cái bãi rác cả.
Và từ như thế mà cái đã những cái bệnh ung thư đại tràng bây giờ có rất là nhiều. Rồi khi mà độc tố nó ở cặn bã nó ở lại, nó sẽ bắt đầu có cái quá trình gọi là hấp thu ngược lại vào các cái mao mạch và các cái dòng máu. Và từ thế mà nó bắt đầu cái độc tố nó ở trong máu mình á, và bắt đầu nó đưa về tất cả các cái cơ quan, tất cả những cái tế bào. Và tế bào của mình được ngâm ở trong một cái môi trường bẩn như thế, cho nên mới sinh ra tất cả các loại bệnh. Và cũng có những người bắt đầu từ khi mà họ mang thai, họ được mang, họ gọi là mẹ họ mang thai, họ đã có những cái sai hỏng về gen rồi. Cho nên có những cái bệnh mà đẻ ra đã có, thì những người đấy gọi là có những cái bệnh bẩm sinh, thiếu một số những cái yếu tố đông máu chẳng hạn, thì đấy là những cái bệnh bẩm sinh. Lupus, không lupus ban đầu thì cũng có thể là sau này mới phát sinh. Đó thì mình phải hiểu được cái nguyên lý này. Và đấy là cái cấp, cái số 1 là phần cơ học, thanh lọc cái phần thô. Cái cấp độ thanh lọc số 2 là thanh lọc ở các hệ cơ quan. Thế mình cần phải hiểu bên trong cơ thể của mình một tí. Gan của mình là cái cơ quan thanh lọc phức tạp nhất. Gan là cái nơi mà thanh lọc nào là máu, là thận, là cân bằng mỡ, cân bằng đường, cân bằng huyết áp, cân bằng độc tố, đều là do gan hết. Đều là do gan. Cho nên gan rất là phức tạp. Rồi tiếp đến là gì? Tiếp đến là thận này, rồi phổi này, rồi da của chúng ta này, đều là những cơ quan bài tiết. À, Anna vừa mới nhận được một thông tin là có bác sĩ giám đốc bệnh viện Bắc Liễu đang ở đây. Một lát nữa mà được Bắc Liễu chia sẻ một chút thì còn gì bằng nhỉ? À, để tránh cái trường hợp là Bắc Liễu là đêm nay là có cái đoàn hình như là hơn 100 người về bệnh viện để mà cách ly. Cho nên là Anna sẽ nói hết phần này rồi Anna sẽ nhờ Bắc Liễu chia sẻ một chút với các bạn nhé. Chúng ta có ngay một cái người chuyên gia về sức khỏe, chăm sóc sức khỏe. Thế thì mình sẽ có một cái cấp độ thanh lọc số 2 là ở các hệ cơ quan. Và ở các hệ cơ quan để mà nó hoạt động đúng chức năng thì bạn phải cung cấp cho nó cái thứ nó cần chứ. Nhiều khi mình chỉ ăn cho sướng cái miệng của mình thôi, mình thích cái gì mình ăn cái đấy, chứ còn mình không có thể nào mà mình có thể mình đưa cho nó những thứ nó cần, và từ đấy cho nó không có cái nguyên liệu để mà nó hoạt động đúng chức năng thì nó không thực hiện được chức năng thải độc. Cho nên là nếu mà mình cần thanh lọc thì mình phải thanh lọc luôn cả cái cấp độ này, là cái cấp độ số 2 đấy, là ở các hệ cơ quan cung cấp dưỡng chất vào cho nó để cho nó có thể thải độc, bơm được những cái độc tố ra ngoài. Và cái cấp độ sâu nhất là cấp độ tế bào. Có lẽ ở cái tế bào này nó là cái cấp độ mà đặc sản của chúng ta. Đặc sản tức là gì? Là chỉ có một mình chúng ta có. Chỉ có một mình chúng ta có thôi. Chỉ có một mình Siberia có thôi. Và cái ông chủ tịch ấy, mà Yuri Vichev ấy, thì ông ấy là con trai của một nhà khoa học. Bây giờ thì ngài đã khá là lớn tuổi rồi. Và Siberia chúng ta có một phân viện nghiên cứu khoa học nằm trong cái viện Hàn Lâm khoa học của Nga. Chúng ta có hẳn một cái phân viện trong đấy có tên gọi là phân viện Siberia. Cho nên là tất cả những sản phẩm của chúng ta đều là những sản phẩm của các nhà khoa học. Và cái nền khoa học mà của ứng dụng của Nga là một cái nền khoa học cực kỳ tuyệt vời. Tôi hiếm khi dùng những cái từ tuyệt vời lắm. Nhưng mà trong trái tim tôi thì đã là khoa học cơ bản thì Nga là số 1. Và rồi khi mà ngài tạo ra cái bộ ba thanh lọc là thanh lọc ở cấp độ tế bào các bạn, thì nó đã có hơn 40 năm tuổi rồi. Và được rất là nhiều những cái bằng, những cái giải thưởng mà đây để nhân tiện thì Anna chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh về những cái giải thưởng. Trong cái đoạn chat. Ok, một lát nữa thì Anna sẽ chia sẻ lên trên group và các bạn sẽ vào group các bạn xem nhá. Anna cũng có chia sẻ vào group rồi. Và đấy là ba cái cấp độ thanh lọc. Thế thì các nhà khoa học họ nhận ra rằng là nếu chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những cái độc tố cặn bã chất thải ra khỏi cơ thể từ ba cấp độ, từ phần thô đến các hệ cơ quan đến các tế bào, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể loại bỏ được đến 80% nguyên nhân mà gây bệnh tật và những cái nguyên nhân mà gọi là lão hóa và già hóa. Đấy là các nhà khoa học phát hiện ra như thế. Rồi họ phát hiện rằng là sau khi đã làm cái bước này thì mình sẽ bắt đầu bổ sung thêm những cái dưỡng chất để cơ thể chúng ta tạo thành năng lượng để hoạt động. Có bao giờ các bạn thắc mắc là cái quạt thì phải cắm điện mới chạy, cái tivi phải cắm điện cái mới chạy, cái máy tính này phải cắm điện mới chạy, mà cơ thể của mình không cần cắm điện mà vẫn chạy không ạ? Đúng không? Bởi vì trong cơ thể của chúng ta có 30.000 tỷ đến 40.000 tỷ tế bào. Thì mỗi một tế bào là một cái nhà máy sản xuất năng lượng. Việc của mình là cung cấp các dưỡng chất để cho nó dùng, gọi là nguyên liệu gạch đá để cho nó vào, nó xây dựng, nó tạo ra năng lượng, nó hoạt động. Rồi giúp nó thải ra những gì nó cần. Thế là được. Mình không cần phải chỉ huy nó, ê mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia. Mình không cần phải cắt bỏ cái này, cắt bỏ cái kia. Cứ để yên.
để cho nó tự vận hành. Đấy là nguyên lý của chúng ta. Và cuối cùng là cân bằng. Cân bằng tức là gì? Là cơ thể chúng ta cần phải biết như thế nào là ngày là đêm, như thế nào là mặt trời mặt trăng, như thế nào là thức là ngủ. Và rồi chúng ta phải có những cái dưỡng chất đưa vào bên trong cơ thể theo cái thời điểm. Ban ngày thì phải cung cấp năng lượng, tái tạo năng lượng. Buổi tối thì phải gì nhỉ? Thải độc và hồi phục. Đó. Thì đấy là những cái bước gọi là cái cơ chế của chúng ta là thanh lọc năng lượng cân bằng. Mỗi một cái dòng sản phẩm, một thương hiệu khác nhau, họ có những cái concept về sản phẩm khác nhau, gọi là họ có một cái USP khác nhau. Thì cái USP về sản phẩm của chúng ta, số 1 nó đến từ cái vùng nguyên liệu, số 2 nó đến từ cái thanh lọc ở cấp độ tế bào, độc quyền chả có nơi nào có, số 3 nó đến từ cái việc là bảo vệ cơ thể con người thông qua cái nhịp sinh học. Đây chính là những cái đặc sản mà chỉ chúng ta mới có thôi. Và bao trùm lên hết tất cả là một cái chương trình có bản quyền độc đáo, có tên gọi là thanh lọc năng lượng cân bằng. Và khi mà mình sử dụng những cái chương trình như vậy, sẽ giúp cho bạn nào đang bị nhức đầu, sẽ hết nhức đầu. Vì mình phải tìm hiểu là mình tìm hiểu cái nguyên nhân gốc rễ, và nó sẽ giúp điều chuyển cái dinh dưỡng đến đấy để sửa chữa những cái sai hỏng. Bạn nào mà đang bị suyễn, đang bị đau bao tử, đang bị thiếu máu, đang bị béo phì, mà sẽ giúp cho chúng ta có thể cân bằng lại được. Đặc biệt là những bạn bị những cái bệnh mà bẩm sinh đã có, những bệnh bẩm sinh mà nó đã có trong gen của chúng ta, và những cái bệnh mà chúng ta không thể nào chúng ta có thể làm gì được, như kiểu chúng ta phải sống chung với nhau nó ấy. Đó, ví dụ sinh ra có những người rất là xinh đẹp thì họ phải sống chung với cái sự xinh đẹp đến cuối cả cuộc đời, đúng không nào? Là sinh ra mình đã có rồi. Thì khi mà như thế thì mình cũng phải biết rằng là không có nghĩa là ông trời ông ấy đưa mình ra như vậy là ông ấy là coi như là giống như kiểu là mọi sinh vật đều có cái giá trị thuộc về cái tiến hóa và thích nghi. Anna lấy ví dụ cho các bạn nhé. Nên các bạn đôi khi các bạn phải trân trọng chính cái sự tiến hóa của mình. Ở hồi xưa có một cái bệnh gọi là bệnh sốt rét ở châu Phi, và bệnh sốt rét đấy nó làm cho rất nhiều người chết. Thì trước cái bệnh sốt rét thì có một cái bệnh gọi là bệnh đột biến gen và làm cho hồng cầu của người thành hình lưỡi liềm. Thế thì người ta gọi là bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. Ai mà cái gen đó mà tạo là gọi là đồng hợp lại, tức là tạo ra cả tất cả hồng cầu hình lưỡi liềm, thì người đấy sẽ chết, là không thể xuất hiện, không thể sống được. Nhưng ai mà là dị hợp, tức là trong cơ thể của họ có cả những cái hồng cầu hình tròn và có cả những hồng cầu hình lưỡi liềm, thì người đấy sống nhưng mà thiếu máu nhẹ. Còn ai mà không bị bệnh thì là khỏe mạnh, đúng không? Thế thì khi mà cái con virus mà gây cái bệnh sốt rét thì khi mà đưa vào trong cơ thể người thì nó lại làm cho tất cả những người khỏe chết hàng loạt. Và những người mà có hồng cầu hình lưỡi liềm á là thiếu máu nhẹ thì lại sống. Bạn thấy không? Thế nên là chọn lọc tự nhiên nó có lý do của nó để mà nó tạo ra được một cái cộng đồng mà nó đa dạng. Thì đương nhiên ai cũng muốn là mình phải khỏe mạnh rồi, đúng không? Đương nhiên ai cũng muốn thế rồi. Cho nên là ở đây ý Anna muốn nói là nếu những người mà mình sinh ra bẩm sinh mình đã có cái gì đấy khác thường thì mình phải biết yêu quý cái sự khác thường đấy, mình trân trọng nó và mình tìm cách mình chung sống dung hòa với nó. Thế thì khi bạn có cách để bạn chung sống dung hòa với nó, ví dụ bẩm sinh mình thiếu một số thứ thì mình bổ sung một số thứ đấy vào, và mình tìm cách để toàn bộ cơ thể của mình khỏe khoắn hơn, thì tự động những cái bệnh tật đấy, cái tình huống ấy nó sẽ được giảm thiểu đi rất là nhiều. Thì đây chính là cái nguyên lý của chúng ta. Thì thông qua cái việc chia sẻ đấy thì chúng ta cũng thấy là số 1 là gọi là kết quả sản phẩm của sản phẩm, là một người phụ nữ mà làm một lúc hai công việc như vậy, mà thực ra cái công việc ngành y của bác là bác vừa là giám đốc bệnh viện và vừa làm chuyên môn vẫn phải trực, thì bạn có thể thấy rằng là đấy, đối với những ngoài kia đang có rất là nhiều những cái người khách hàng mà họ cũng đang rất là cần những sản phẩm như vậy, đôi khi họ muốn mà không biết tìm ở đâu. Số 2 nữa là gì? Trong khi mà có những người mà chúng ta đang có toàn về thời gian, chủ động thời gian của mình, thì có những người đang bị giống như là bị kẹt giữa những cái công việc của họ và họ chưa thể nào mà họ có thể sắp xếp được nhiều thời gian. Thì chúng ta dựa vào đó chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà chúng ta nỗ lực hơn một chút thôi thì nhất định là chúng ta sẽ đạt được những cái kết quả khi mà đồng hành cùng với Siberi. Thì bây giờ quay trở lại cái việc mà một cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng của chúng ta nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái kết quả như thế nào về trong cái việc chăm sóc sức khỏe, thì Anna xin được chia sẻ tiếp với các anh các chị nhé. Một cái cơ thể con người của chúng ta chúng ta đã sẽ trải qua các giai đoạn như sau. Đầu tiên là chúng ta khỏe xong rồi mới đến là mất thích nghi xong rồi mới đến ủ bệnh xong đến rồi bắt đầu đến bệnh cấp tính, rồi mới đến bệnh mãn tính. Thế thì thông thường cái quá trình mà từ khỏe đến mãn tính này nó cũng phải kéo dài từ 10 đến 20 năm. Cho nên nếu ai mà bị như kiểu bị đau bao tử, mà mình phải biết là cái quá trình đau bao tử đấy nó dẫn từ một cái tổ chức viêm nào đó,
Và từ cái tổ chức viêm đấy mà nó bắt đầu dẫn đến những cái trường hợp là đau nhức rồi này kia, dần dần là nó bắt đầu nó càng ngày nó còn đau hơn. Thế rồi hoặc là một người bị đau đầu, một người bị hen suyễn, thì rồi hoặc là một người mà bị những cái bệnh mãn tính cũng vậy, nó đều phải có một cái quá trình. Một người bị nám, một người bị mập, bị béo, nó đều phải có cái quá trình tích tụ hàng 10, 20 năm. Và với cái quá trình mà tích tụ như vậy á, thì bạn cũng phải hình dung, khi mình đi chia sẻ bằng cái việc là tất cả những cái bệnh tật và cả lão hóa nữa, nó đều bắt đầu bằng các tổ chức viêm. Thì việc của mình loại ra các cái nguyên nhân mà gây viêm, loại ra khỏi cơ thể bằng cái quá trình thanh lọc. Số 2, bổ sung dinh dưỡng vào để các cơ quan thực hiện đúng chức năng. Bao giờ cũng vậy nhá, trong cơ thể mình mà có một cái chỗ nào máy móc ấy mà nó bị trục trặc thì dinh dưỡng nó sẽ được đổ dồn về đấy để mà fix lại, để mà sửa chữa lại, rồi cuối cùng sẽ cân bằng. Sau khi fix lại, sửa chữa lại, sẽ cân bằng, thì từ đấy cơ thể sẽ được hồi phục. Thế thì cái quá trình mà mình thanh lọc, mình cung cấp năng lượng rồi mình cân bằng như vậy thì nó sẽ kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm rưỡi, tùy vào cái tình trạng của bạn. Anna lấy ví dụ nhá. Lấy ví dụ một người cũng là bị đau dạ dày. À, thế nhưng mà ví dụ như Anna chỉ bị đau có 20 ngày. Khi sử dụng sản phẩm thì chỉ có 4 ngày là Anna đã hết đau dạ dày rồi các bạn ạ. Nghe nó cứ như là chuyện trên trời ấy. Nghe cứ như là chuyện thần tiên không có thật ấy, nhưng mà nó là câu chuyện có thật. Nó là câu chuyện có thật. Đó là Anna dùng có 4 ngày Anna hết đau. Và Anna nó chỉ còn hơi tức tức, và sau 7 ngày thì Anna không còn thấy đau dạ dày nữa. Nhưng mà vẫn có những cái anh chị mà đã bị đau dạ dày từ 5 năm, 10 năm, 20 năm nay, thì không thể nào mà sau 1 tuần mà nó hết ngay được, mà nó phải cần thời gian dài hơn. Rồi những cái bệnh mãn tính, những người bị bệnh mãn tính cũng vậy. À, và mình đều phải biết rằng là trong cái quá trình mà một cái người thợ đi vào nhà mình sửa chữa cái ngôi nhà của mình, đúng không nào? Sửa chữa cái ngôi nhà của mình, thì khi mà sửa chữa ngôi nhà của mình, họ bắt đầu đục đẽo, họ bắt đầu đánh ráp lại, họ bắt đầu vá lại, họ bắt đầu làm này kia, mình sẽ cảm thấy tiếng động, mình sẽ cảm thấy bị khó chịu. Thì khi sản phẩm vào mà nó bắt đầu sửa chữa thì nó cũng vậy. Cho nên là bước số 1 luôn luôn là gì? Luôn luôn là mình sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể mình trước, và nỗ lực làm cho nó cân bằng hoạt động lại trước. Đó là bằng cái bước là năng lượng và cân bằng. Sau khi mình có gọi là mình có sức rồi, bắt đầu dùng thêm cái bộ thanh lọc. Chứ còn nếu mà mình dùng ngay từ đầu, mình tương ngay cái bộ thanh lọc vào là bắt đầu có thể là khách hàng sợ. Chính bản thân mình có khi mình còn sợ cơ. Anna là một cái người mà bị dị ứng như kiểu bị máu ngứa, và bị dị ứng gọi là mãn tính rồi. Trong đấy cái quá trình mà đào thải thai nhi của Anna cũng là một cái quá trình người ta gọi là loại bỏ những cái gọi là những cái khác với cơ thể của mình á. Và Anna sảy thai rất là nhiều lần trước khi mà đẻ được bạn nghé nhà Anna bây giờ. Thế thì trong suốt cái quá trình đấy á, mình luôn luôn mình ước ao, cái sự ước ao đầu tiên duy nhất trong những năm tháng tuổi trẻ chỉ là làm sao mình đẻ được một đứa con thôi. Sự thực với các bạn là như vậy. Tôi cứ luôn luôn là lo lắng, cân nhắc làm sao để đẻ được một đứa con. Và thực sự Anna mới chỉ tập trung kinh doanh hình như là quãng chừng vài năm gần lại đây thôi, chứ không phải từ trước đâu. Từ trước là mình làm, nhưng mà do là mình chả biết làm cái gì cả. Mình thích làm nhưng mình chả biết làm cái gì cả, cho nên nó chả đi đâu đến đâu cả. Cho đến khi mà mình đạt được cái mục tiêu của mình rồi, bắt đầu mình thấy có những cái sản phẩm dùng để mình cải thiện sức khỏe, rồi mình thấy rằng là bây giờ đã có cái môi trường để mình làm rồi. Thế thì bắt đầu mình học cách bán những cái sản phẩm này, và mình học cách hướng dẫn những người khác bán những cái sản phẩm như thế. Rồi tự động là mình bắt đầu xây dựng doanh nghiệp. Và rồi khi mà bạn có trang bị được tất cả những kiến thức ở đây thì tự động ra ngoài kia bạn muốn làm thêm cái gì, bạn muốn mở thêm cái doanh nghiệp nào đều rất là thuận lợi. Thế thì một cái sản phẩm mà nó tốt thì nó sẽ phải có hiệu quả, và người ta phải cảm nhận được. Và cái chương trình của mình á là người ta sẽ cảm nhận được ngay, các bạn biết trong vòng bao nhiêu không ạ? 3 ngày đến 7 ngày đã cảm nhận được rồi. Cảm nhận đầu tiên là thông qua phân, thông qua nước tiểu, thông qua mồ hôi. Đó là cái cảm nhận đầu tiên, thanh lọc phần thô mà sẽ cảm nhận đầu tiên. Sau đó tùy vào từng cơ địa, có thể 1 tuần, 2 tuần, có người là 1 tháng, 2 tháng, bắt đầu đến thanh lọc phần tinh, là thanh lọc tất cả những cái độc tố cặn bã từ trong cơ thể mình ra. Đó, và toàn bộ một cái quá trình mà thay đổi tất cả, đổi mới tất cả các tế bào bên trong cơ thể là nó diễn ra trong vòng 180 ngày. Tức là tất cả các tế bào trong cơ thể mình nó có những cái giai đoạn sống khác nhau, nó nhân phân chia khác nhau. Thế nhưng mà có những cái tế bào mà ví dụ như tế bào máu là sống được 120 ngày, và có những cái tế bào mà dài nhất là 180 ngày, tức là tương ứng là 6 tháng mới có thể thay đổi mới được một lần. Và từ đó mà chúng ta mới có thể làm sao ạ? Mới có thể
cải thiện đến cái sức khỏe của người của chúng ta lên. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm này, nếu các bạn đã là những người kinh doanh rồi thì An nói chân thành với các bạn, các bạn đang có trong tay một cái combo sản phẩm mà có thể giúp các bạn dọn sạch sẽ cái cơ thể của các bạn, giúp chúng ta có thể trả cái môi trường bên trong cơ thể của chúng ta về cái trạng thái cân bằng sạch ngay từ cái đầu tiên. Và một cái đơn hàng mà khoảng 200 điểm, các bạn biết 200 điểm nó khoảng 5 triệu đúng không? Mình hãy dùng cái liều gọi là cái liều để đại tu toàn phần trong vòng 6 tháng. Thực ra chúng ta không thể biết được bên trong cơ thể chúng ta cái nào đang tốt, cái nào cái cơ quan nội tạng nào đang hoạt động và đang hoạt động tốt được bao nhiêu phần trăm, cái máy móc nào đang bị rạo rễ chúng ta không thể biết được. Cho đến khi mà nó đã thành bệnh mãn tính, cho đến khi nó đã thành bệnh ung thư, cho đến khi mà nó đã đi xét nghiệm, nó đã là người ta hay nói là giai đoạn muộn rồi. Chúng tôi rất là tiếc mà đây đã là giai đoạn muộn rồi, còn giai đoạn đầu thì không thấy được, bởi vì tất cả những cái tổ chức và sắp xếp trong cơ thể chúng ta nó chồng chồng lớp lớp, nó gọi là nó thế nào nhỉ, nó tiết kiệm từng chút một không gian, nó tối ưu cả về mặt không gian nữa, cho nên nó sắp xếp mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt thường. Và không có một cái thiết bị nào mà có thể soi được khi mà ở những giai đoạn đầu của bệnh tật khi mới phát triển hết. Cho nên cái liều đại tu là cái liều mà tất cả các tư vấn viên của chúng ta dùng á, nếu mà bạn dùng 5 triệu tức là 200 điểm trong vòng 6 tháng thì bạn sẽ đại tu toàn bộ cơ thể của bạn và khách hàng của bạn cũng vậy. Kết thúc cái giai đoạn đấy thì mình bắt đầu chuyển sang cái liều gọi là cái liều điều dưỡng. À, cái liều bảo dưỡng đúng không ạ? Thế mình thấy rồi đấy. Bây giờ mình đại tu và mình bảo dưỡng thì bao giờ chi phí nó cũng rẻ hơn là cái chi phí của việc thay mới phụ tùng đúng không nào? Thế thì theo bạn, một cái điện thoại, ai mà một năm thay điện thoại một lần, giơ ngón tay cái. Ai một năm thay điện thoại một lần, ok. Ai hai năm thay một điện thoại một lần, giơ ngón tay cái. À, thế bây giờ Anna hỏi này, cái xe máy của các bạn ở nhà ấy, các bạn có phải đi khoảng 10 năm đúng không? Nếu ai đi một cái xe máy trong khoảng 10 năm thì giơ ngón tay cái. Ừ, sau đấy là mình sẽ đổi đúng không nào? Thế thì ở đây ai trên 30 tuổi giơ ngón tay cái. Rồi, tự hỏi mình một câu hỏi này. Trong suốt tối thiểu là 30 năm qua, đã bao nhiêu lần bạn chú ý đại tu cái cơ thể của bạn? Cơ thể của chúng ta này là một cái chiếc xe bò chở chúng ta, giúp chúng ta có thể đi đến đâu chúng ta muốn, làm cho chúng ta trở nên tự do, được làm những gì mà cái suy nghĩ của mình thích. Thế đã bao giờ mà bạn đại tu nó chưa? Cái cơ thể này có thể làm ra doanh nghiệp triệu đô, nhiều doanh nghiệp triệu đô, đúng không nào? Nuôi sống không những bản thân mình mà nhiều gia đình, mang lại giá trị không những cho bản thân mình mà còn nhiều người khác nữa. Vậy thì theo các bạn, nó có xứng đáng để chúng ta đại tu nó trong vòng 6 tháng không? Nó có xứng đáng để chúng ta đại tu nó trong vòng 6 tháng? Nó có xứng đáng để mà chúng ta dành những cái thả sản phẩm mà những 100 nhà khoa học của chúng ta thuộc một phân viện của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga tạo ra sẵn rồi, có rất nhiều giải thưởng, có những cái sản phẩm mà trên 40 năm tuổi rồi. Nó có, chúng ta có xứng đáng để được dùng những cái sản phẩm đấy để mà chăm sóc cho bản thân mình không? Nếu ai thấy xứng đáng thì giơ ngón tay cái. Dạ, cảm ơn anh Tứ và cảm ơn tất cả các bạn. Thế khi mà mình cảm thấy xứng đáng rồi á, à, hôm nay mình đang nghe thế này mình rất là cảm xúc. Đến khi mà mình ra ngoài kia ngày mai bắt đầu lại quay trở lại cuộc sống cũ. Ôi dồi ôi, nói thế thôi nhưng bây giờ mình còn phải gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thôi nói thế thôi nhưng mình ăn sản phẩm là cũng là được rồi. À xin lỗi, mình ăn uống là cũng là được rồi. Mình ăn đủ chất trái cây, mình ăn đầy mà. Rồi nước thì mình uống đủ, nói chung mình chả cần. Nói thì nói thế thôi nhưng mà mình cũng chả cần. Đấy, câu chuyện đó là như thế. Bây giờ việc của chúng ta là những người đi truyền cảm hứng, đúng không? Chúng ta dùng, chúng ta có cảm nhận, chúng ta mới đi chia sẻ, chúng ta mới giúp được người khác. Thế bản thân mình mà còn như thế thì theo các bạn, liệu cái xác suất mà người khác làm cái thứ mà mình còn không làm được là bao nhiêu phần trăm? Là gần như là zero, đúng không nào? Rất là khó mà một người chưa từng làm cái đấy mà lại nói cho người khác làm được cái đó. Cho nên bạn nào mà còn chưa dùng sản phẩm cho chính bản thân mình thì đây là lúc rồi. Đây là lúc mà các bạn dùng cho chính bản thân mình rồi. Tất cả mọi người dùng sản phẩm, hơn 12.000 người trong cái group đấy, gần 30.000 con người Việt Nam chúng ta và rất nhiều triệu người trên khắp 65 quốc gia trong suốt 24 năm qua đều đang dùng sản phẩm của Siri và đều cảm nhận được cái hiệu quả của nó rất là rõ ràng. Những nhà khoa học mà trong 100 nhà khoa học của chúng ta ấy,
Họ chính là những cái người mà tạo ra những cái sản phẩm, họ là những người mà có những cái bằng sáng chế. Và ở đây là ở Nga họ có một cái chính sách gọi là gì? Cái công ty khai thác thì sẽ bị quản lý tác quyền bởi cái người tác giả cho ra những công thức đấy. Đó, mình hình dung không ạ? Tức là luôn luôn có một cái bên số 3 là cái người mà đã tạo ra công thức đấy. Họ kiểm tra xem là bạn tác quyền có đúng với những gì mà bạn đã mua lại của tôi không? Bạn đăng ký bản quyền, tôi đã đăng ký bản quyền rồi, bạn có làm đúng như thế không? Đó, và đấy chính là cái cách mà cái sản phẩm của chúng ta thường xuyên được quản lý rất là chặt chẽ. Và chúng ta không thử nghiệm trên động vật. Tại sao lại không thử nghiệm trên động vật? Bởi vì cái quá trình này là cái quá trình mà các cái gọi là giải pháp hữu ích đấy đã được đăng ký an toàn. Và chúng ta chỉ dùng thảo mộc thiên nhiên 100%. Chúng ta không phải thử nghiệm trên động vật là bởi vì chúng ta không hề cho vào đây, chúng ta nói không với những thứ gây hại cho cơ thể. Cho nên chúng ta không cần phải thử nghiệm. Bạn đúng không ạ? Và của chúng ta luôn luôn là 100% là thiên nhiên hoang dã. 100% là thiên nhiên hoang dã. Mình phải hiểu luôn cả cái điều đó. Nguyên liệu đến từ vùng thiên nhiên hoang dã là còn cao hơn cả organic. Thế đấy là lý do mà chúng ta cần dùng. Và đấy là lý do mà chúng ta cần phải nói với những cái người mà chúng ta đang tư vấn sản phẩm. Hãy nói với họ tại sao họ lại nên dùng, tại sao họ lại phải dùng một cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng. Cho dù bây giờ đưa vào cơ thể những cái bổ béo nhất trên cái cuộc đời này đi, nhưng mà cái nhu là những cái vi nhung mao ở ruột non, nó không hấp thụ được, nó bị bẩn che mất rồi. Cho nên là nó không có dơ ra được những cái gọi là những cái như là những cánh tay đòn để bắt những cái chất dinh dưỡng. Thì cho dù bạn có ăn đến đâu đi chăng nữa thì nó lại tuột ra, lại trôi tuột ra ngoài, mất công lại còn phải mất cái công sức để thải nó ra ngoài nữa, và mình không hấp thu được. Cho nên cái giai đoạn làm sạch là một trong những cái giai đoạn mà cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và chúng ta đang có cái lợi thế đấy, một cái lợi thế cạnh tranh, một cái USB, một cái thứ mà không có một cái bên nào có thể sao chép được chúng ta. Cho nên các bạn phải mạnh mẽ để các bạn nói những cái lý do này với những cái người khách hàng, để bản thân chúng ta là một người khách hàng, chúng ta biết chúng ta dùng. Bản thân chúng ta đến đây, chúng ta là những người sử dụng rồi. Và đồng thời chúng ta dùng cái đây, chúng ta nói với khách hàng của chúng ta. Đó. Và bây giờ thì bao nhiêu trong số các bạn quyết định rằng là chúng ta sẽ bảo dưỡng đại, trước khi mà bảo dưỡng chúng ta sẽ đại tu toàn bộ cơ thể của mình trong vòng 6 tháng. Để bản thân chúng ta có một sức khỏe thật tốt. Để bản thân chúng ta trải nghiệm sản phẩm thật tốt. Và trên cái hành trình đấy, mình sẽ đồng thời đi chia sẻ để tất cả những cái người mà tin tưởng chúng ta cũng biết đại tu cơ thể mình bằng những cái sản phẩm thanh lọc năng lượng cân bằng, bằng cái chương trình như thế này. Và chương trình của chúng ta, nếu mà ai đó có 2.6 triệu là đã có thể trải nghiệm đầy đủ một chương trình thanh lọc đấy rồi. Còn nếu ai mà có 200 điểm, tức là ai mà có 5 triệu một tháng để dùng, thì bạn sẽ được trải nghiệm tất tần tật những gì tốt nhất của Siberia. Bạn sẽ có thể mang về nhà bạn, tức là một bàn đầy sản phẩm luôn để bạn dùng. Việc của chúng ta là chúng ta sẽ đi đại tu cơ thể của mình. Và rồi chúng ta sẽ giúp những người tin tưởng chúng ta đại tu cơ thể của họ. Chỉ như thế thôi. Cứ dùng và chia sẻ, dùng và chia sẻ. Thực ra căn bản nó là như thế. Căn bản nó là như thế. Căn bản là bạn tạo ra được một đội nhóm những người dùng sản phẩm và biết chia sẻ. Và bằng cái việc mà bạn chia sẻ cho người khác thì bạn sẽ có hoa hồng. Ai trong số các bạn quyết định là mình sẽ nâng cấp, nếu bạn nào mà chưa có dùng sản phẩm, mình sẽ dùng tối thiểu cái bộ 100 điểm liên tiếp trong vòng 6 tháng để mình có một cơ thể khỏe mạnh. Ai mà đang dùng 100 điểm, mình sẽ nâng cấp để mình có thể tổng đại tu cơ thể của mình là 200 điểm một tháng. Bắt đầu ngay trong tháng này thì mình hãy giơ ngón tay cái. Hay quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó. Và bằng chính, các bạn nhớ nhá, neo cái việc chính mình đã giơ ngón tay lên. Đừng có thể nó trôi qua một cách gọi là một cách vô thưởng vô phạt như thế. Thế thì để mà mình chia sẻ được với nhau những cái kết quả sử dụng sản phẩm, thì Anna sẽ chia Zoom. Và khi Anna chia Zoom, các bạn sẽ vào trong đấy và các bạn sẽ trao đổi với nhau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 10:27. Bây giờ chúng ta sẽ chia Zoom để vào, và các bạn sẽ được gặp tất cả những người đồng đội của mình trong cái Zoom nhỏ đấy. Và bây giờ Anna sẽ chia Zoom nhá. Cứ mỗi lần chia Zoom xong là tươi tỉnh cười tươi như hoa, mà ai cũng bật hết màn hình lên. Đấy là một đặc điểm lợi thế của việc chia Zoom. Thế thì anh chị em cảm thấy là mình đã được làm rõ hơn khi mà mình vào Zoom với nhau chưa? Anna đi một vòng thấy là anh chị em đang chia sẻ rất là hào hứng, cho nên là mình không đỡ gọi đúng giờ, mình gọi trễ sau vài phút. Anna ơi, nãy chị với lại Quỳnh Hoa cũng đang trao đổi, nhưng mà hết giờ. Nói chung hai chị em say sưa quá thì hết giờ. Dạ.
ý là chị muốn hỏi tiếp cái vấn đề này, tại vì hôm nay chị gặp phải á. Dạ. Ý chị gặp một khách hàng, ta nói rằng là hiện bây giờ có rất là nhiều cái sản phẩm trên thị trường, thì theo người ta đánh giá thì sản phẩm nào cũng sẽ có những cái điểm mạnh và cũng là sản phẩm tốt. Tuy nhiên là cái sản phẩm của mình là cái công nghệ nó kiểu cái theo lời nội dung lời nói của người ta, ý kiến của người ta, sản phẩm của mình, công nghệ nó cũ. Và hiện bây giờ trên thị trường có những sản phẩm theo công nghệ tiên tiến, ví dụ như là tế bào gốc, hiện bây giờ là công nghệ học tiên tiến. Thì mình có thể là thuyết phục người ta bằng cái cách gì nếu mà người ta nói theo cái hướng đó, bởi vì giá cả với người ta là không quan trọng. Đây, ok. Thì chắc là chúng ta cũng sẽ cùng, chúng ta cũng sẽ có một vài bạn cũng gặp phải cái câu tương tự như thế này. Với bạn nào mà đang bận và cần là phải ao zoom sớm thì các bạn cứ ao zoom nhé, vì đã hết giờ rồi. Còn Anna sẽ tiếp tục trả lời một số những anh chị em mà có cái thắc mắc về sản phẩm. Thế với câu thế này thì mình phải biết thế này này. Thứ nhất, phải nếu mà nói về cái công nghệ chế biến sản phẩm, chế tạo sản phẩm, thì không một hãng nào dám nói là cái hãng kia là công nghệ thấp hay công nghệ cao cả. Đấy là cái đầu tiên mình cần phải ghi nhớ rõ cái điều này. Bởi vì bây giờ cái công nghệ chế biến sản phẩm mà cao nhất là làm ở nhiệt độ khoảng âm 200 độ C. Và với cái nhiệt độ mà âm 200 độ C này thì nó giữ nguyên tất cả những cái dưỡng chất của sản phẩm. Cái điều số 2 là gì? Cái điều số 2 là người ta sẽ có cái công nghệ người ta gọi là áp dụng công nghệ nano ấy, để mà tế bào có thể hấp thụ được ngay. Thì mọi cái cách chế biến nó đều như thế. Thế còn bây giờ thế này, về cái tế bào gốc là một thứ mà ngày xưa ở trong trường đại học Anna học, tức là cái chuyên ngành của Anna là tế bào gốc động vật. Giáo sư mà dạy Anna là cái người đầu tiên nuôi cấy thành công tế bào gốc phôi gà, là rất là nổi tiếng luôn. Và sau này thì cái luận văn tốt nghiệp của Anna là Anna nuôi cấy tế bào gốc phôi chuột. Cho nên nếu mà nói về tế bào gốc là mình rất là hiểu, mình hiểu sâu, chứ không phải là, đương nhiên so với các bạn mà giờ đang đi học lên thạc sĩ, tiến sĩ, những bạn mà họ có những công trình coi như là trong giới khoa học thôi. Chứ còn ý Anna là nói đến những cái người tiêu dùng ở ngoài thì mình hiểu rất sâu về cái việc là à, tế bào gốc là như thế nào. Và tế bào gốc nó đang là một cái thuật ngữ mà được rất là nhiều những cái hãng sử dụng. Và nói thật nhá, họ dùng những cái từ nó không chính xác. Một tế bào gốc thì không biết là ở bên đấy thì là họ dùng tế bào gốc động vật hay tế bào gốc thực vật, thì chị Trang có biết không ạ? Người ta dùng tế bào gốc thực vật em. Dạ vâng, dùng tế bào gốc thực vật rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nói này, không có một cái thuật ngữ có tên gọi là tế bào gốc mà của thực vật đâu. Theo các bạn, tế bào gốc nó là cái gì ạ? Tế bào gốc nó là những cái tế bào mà từ những tế bào đấy người ta gọi là những cái tế bào mà có tiềm năng phân chia thành rất nhiều dòng tế bào khác. Và thường tế bào gốc là một cái thuật ngữ được dùng để mà cho những cái sinh vật bậc cao, là cái quá trình phân chia của cái tế bào nó rất là phức tạp. Ví dụ tế bào gốc uống rốn, ví dụ tế bào gốc máu. Và người ta sẽ dùng những cái phương pháp, có những phương pháp người ta gọi là phản biệt hóa, để mà từ tế bào thông thường người ta cho quay ngược trở lại thời gian để cái tế bào đấy có những tính năng của một tế bào gốc. Tức là từ cái tế bào đấy họ có thể tạo ra rất nhiều tế bào khác. Và thường cái thuật ngữ tế bào gốc này hay được dùng cho động vật. Thế còn ở thực vật ấy, nó tức là nó là những chiết xuất từ những cái thứ, ví dụ như là noãn, phôi bào, nhưng mà là noãn của thực vật. Là khi mà bọn thực vật nó cũng có thụ phấn. Và trong quá trình thụ phấn đấy thì trước khi mà tạo thành một cái mầm, thì phía trước cái mầm đấy nó có cái như kiểu trong cái hạt giống ấy, như kiểu cái mầm mống để mà tạo thành một cái sự sống. Thì cái đấy bao giờ cũng vậy, trong cái hạt, trong tất cả những cái mầm mống của sự sống đấy, hay như quả trứng của mình ấy, nó đều có những cái dưỡng chất rất là mạnh mẽ. Và những cái dưỡng chất đấy nó sẽ giúp đưa vào cơ thể, nó sẽ giúp hồi phục. Thế cho nên người ta dùng chung một thuật ngữ là tế bào gốc. Chứ còn về mặt bản chất á, thì chỉ có động vật là người ta hay dùng những cái thuật ngữ như vậy thôi. Và thế là cho dù bạn dùng ở cấp độ nào thì không có một tế bào gốc nào có thể sống sót được ở trong cái môi trường tự nhiên. Không có một tế bào gốc nào có thể sống sót được. Để bạn biết là để một tế bào gốc có thể sống sót thì giống như những người mà làm thí nghiệm như Anna phải nuôi con chuột, phải kích cho cái con chuột đấy nó đẻ. Và thay vì nó đẻ 9 con, kích cho nó đẻ 18 con. Khi mà cái thai chuột đấy được khoảng 12-13 ngày tuổi, mang giết hết tất cả các con chuột con, lấy nguyên cái phần thân của nó, gọi là làm cho thành lớp tế bào gọi là feeder.
và lớp feeder đấy nuôi cấy ra cái lớp feeder đấy, dùng cái lớp feeder đấy để nuôi cấy được tế bào gốc. Để nuôi cấy được tế bào gốc nó là một cái chuyện không đơn giản, cho nên không có một tế bào gốc nào có thể sống được trong điều kiện thông thường hết. Cái có chăng là những dưỡng chất, những cái dưỡng chất đã được tạo ra trong cái quá trình mà cái phôi đấy nó hình thành ở giai đoạn là gọi là tế bào gốc thì có. Và những dưỡng chất đấy nó đi vào bên trong cơ thể, cơ thể của mình dùng nó sẽ có khả năng để mà gọi là tái tạo một số những cái tổn thương. Về mặt các trường phái, chúng ta không có bài xích trường phái nào và trường phái nào. Mình không nói là sản phẩm của người ta là tốt hay không tốt, mình hãy giả định là tất cả sản phẩm đều tốt. Đó, và khi mình giả định tất cả sản phẩm đều tốt thì thực sự để mà hiểu ra gốc rễ như vậy á, thì không phải bác sĩ, Anna cũng tin tưởng rằng nếu mà bác sĩ mà không nghiên cứu về sinh học, họ cũng sẽ không có không có tìm hiểu những cái thứ đấy đâu. Bởi vì cái lúc trong những năm đại học thì Anna lại là làm trong cái tổ của giáo sư đấy. Và thực sự thì mình là một người mà làm sinh học nhưng mà thích múa may quay cuồng, cho nên mình không đi nghiên cứu tiếp. Tôi lại thích nhảy nhót, nhảy múa hát ca. Mỗi lần mà làm trong phòng thí nghiệm mà giết chuột là tôi không thể nằm, tôi có thể chịu được, về là có thể cả ngày mình không ăn cái gì luôn á. Mình hình dung lại những cái hình ảnh đấy mình không thể nào làm được. Và bạn của Anna bây giờ đang có rất nhiều bạn đang làm về cái công nghệ tế bào thực vật. Cái đấy thì đúng hơn, cái từ đấy thì đúng hơn. Công nghệ tế bào thực vật ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Mỹ, ở Thụy Sĩ có rất là nhiều. Có rất là nhiều bạn. Và nếu như mà Anna mà tạo một cái Zoom để mà những cái người chuyên gia đến người ta nói như thế nào về tế bào gốc ấy, thì sẽ không có một cái bạn nào mà đang kinh doanh một sản phẩm mà được công ty giới thiệu là đấy là sản phẩm về tế bào gốc mà công nghệ hiện đại dám còn dám nói những điều như thế nữa. Đây là một chuyên gia thực sự, họ lên tiếng thì sẽ không ai bên ngoài còn dám nói như thế nữa. Cho nên về bản chất chúng ta, ok, đấy là những cái gọi là USP người ta lôi ra để mà người ta tạo ra thế mạnh sản phẩm, thì mình hãy tôn trọng tất cả những điều đó. Giống như là bên mình dùng những cái thứ thuộc về thanh lọc năng lượng cân bằng. Mỗi một trường phái có một cái nền tảng khác nhau, và không nên một trường phái nào nên nói là cái kia là nó là cao cấp hay nó là thấp cấp. Bởi vì mỗi một cái cách nó có một cái nền tảng. Và cho dù mình có đưa vào bên trong cơ thể những cái gì mà nó tốt nhất đi chăng nữa, bạn cứ hình dung này, khi mà Anna nuôi cấy, cái sợ nhất là sợ nhiễm khuẩn, là khi chiếu lên kính hiển vi thì những cái tế bào feeder đấy, là feeder của tế bào gốc thôi, nó bị những con vi khuẩn xâm nhập, là coi như vứt hết tất cả các mẻ feeder. Và tất cả hóa chất để mà nuôi được ấy đều nhập từ Mỹ. Và Việt Nam không thể nào, ví dụ như không có những cái công trình nghiên cứu khoa học thì sinh viên không bao giờ được tham gia vào những cái chương trình như vậy. Thế thì bạn hình dung nhá, cứ cho là dưỡng chất của tế bào gốc, cứ cho là người ta nói thế đi, đấy là công nghệ tế bào gốc thực vật, mà cứ gọi là tế bào gốc đi. Họ đưa vào dưỡng chất, đưa vào bên trong cơ thể mình, và cơ thể mình đang là một cơ môi trường rất bẩn, thì bạn nghĩ sao? Theo bạn, khi bạn đưa vào một cái môi trường mà môi trường đấy rất bẩn, thì liệu cái dưỡng chất đấy nó có phát huy được hết cái vai trò của nó không? Sự thực này, nếu đạt đỉnh cao của chữa bệnh ý, bằng thực phẩm chức năng, nếu là đỉnh cao, họ sẽ kết hợp ti tỉ những cái loại thực phẩm khác nhau. Mỗi một hãng sẽ có một vài sản phẩm đinh, và họ sẽ kết hợp với nhau. Họ dùng không có yêu sản phẩm theo kiểu là bài xích sản phẩm A, hoặc là mình chỉ lựa chọn sản phẩm B. Mình đưa vào cái thằng nào mà nó tốt nhất ở giai đoạn nào, mình dùng hết để mang đến cho khách hàng một cái kết quả chữa bệnh tốt nhất. Nếu mà mình quyết định là mình dùng thực phẩm chức năng để chữa bệnh, thì mình sẽ dùng theo kiểu như thế mới là một người thực sự có tâm trong cái việc mà sử dụng những sản phẩm này để chăm sóc sức khỏe cho nhân loại. Thế còn về cái khía cạnh kinh doanh, đã là kinh doanh, hãy kinh doanh những cái sản phẩm nào mà nó dễ bán, dễ làm, dành cho số đông và được pháp luật bảo vệ, để mà cái quá trình kinh doanh của chúng ta là nó diễn ra một cách thuận lợi. Đó, và bây giờ mà mang hai cái nhà khoa học ra nói chuyện với nhau ấy, thực sự mình cũng không biết là bên họ có cái phân viện nghiên cứu khoa học hay không, mình cũng không biết luôn. Cho nên là cũng rất khó để mà so sánh. Nhưng mà với về mặt gọi là Anna, dường như cực kỳ hiếm khi mà Anna đưa những cái thông tin như thế này ra. Thực sự luôn á, nếu mà hôm nay không có câu hỏi của chị Trang thì gần như các anh chị em chưa bao giờ được nghe về những thứ Anna vừa nói, đúng không ạ? Ngay cả những người đã làm được 7-8 tháng. Nếu mà nói đến nghiên cứu khoa học, bản thân Anna học hết lớp 11 là Anna đã đọc hết tất cả các cái quyển sách của các anh chị học đại học xong xuôi rồi. Về sinh học, về chuyển hóa các chất ở bên trong cơ thể, lúc đấy đã là 10 vạn câu hỏi. Tại sao một vi khuẩn lại có thể sống được trong cái này, tại sao lại một cái kia, đều có hết tất cả mọi thứ đó. Mà đấy là mình là những cái người mà nó giống như là gì, bạn sinh ra là bạn đã có thế mạnh sở trường với cái đấy rồi.
Cho nên là tôi mình chỉ cần đọc học thôi là mình đã hiểu được cái nguyên lý của nó rồi. Còn cái việc bạn có đi theo cái việc mà nghiên cứu khoa học hay không thì lại là một việc khác. Thế hôm nay Anna chia sẻ với chị Trang cái này để mà chị Trang có thể hiểu được là gì. Đã là về những cái concept thì khi mình nghe như vậy á thì mình cũng phải hiểu là người ta đang yêu sản phẩm. Giống như một ai đấy đang có một anh chồng đang yêu anh chồng, giờ mình bắt người ta ly hôn với anh chồng đấy để mà yêu mình á, thì mình cần thời gian. Mình cần thời gian là gì? Các sản phẩm đều tốt, mà bây giờ kinh doanh cái gì thì nó thuận lợi hơn, và kiếm được bao nhiêu tiền mà trong thời gian bao lâu. Đó, mình phải hiểu như thế. Và tại sao tất cả những cái sản phẩm nó đều đắt là bởi vì nó phải bào chế cực kỳ phức tạp các bạn ạ. Thế mà bây giờ ở thiên nhiên lại có một cái vùng đất hoang sơ, các bạn nhất định phải đến cái vùng Siberia ít nhất một lần trong đời để các bạn có thể hiểu được sức mạnh của thiên nhiên hoang dã. Nó hơn bất kể một cái gì được tạo ra trong phòng thí nghiệm và được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Bản thân một cái sản phẩm từ thiên nhiên hoang dã, bản thân nó đã là một cái sản phẩm toàn năng rồi. Con trâu, con bò, con ngựa, ngay cả con hổ khi ốm nó không hề dùng thuốc, nó không hề ăn thịt động vật, mà nó ăn những cái thực phẩm từ thiên nhiên hoang dã. Bạn hãy hiểu cái điều này. Tạo ra những cái thứ tế bào gốc để làm gì các bạn biết không ạ? Là để giúp con người chữa bệnh. Là để người ta muốn là từ một tế bào gốc đấy nó tạo ra một quả tim, từ tế bào gốc đấy nó tạo ra một quả thận, và người ta sẽ có cái nguồn mà gọi là tim thận đấy để mà cấy ghép, mà không cần phải sử dụng đến những cái gọi là sinh vật, những cái con người khác hiến tạng. Ví dụ họ muốn về chữa bệnh, họ muốn nghiên cứu để biết được là cái quá trình tăng trưởng nó như thế nào, để họ tạo ra một cái môi trường để hồi phục được những cái cơ quan bộ phận trong cơ thể người. Ví dụ khi người ta nuôi cấy như vậy, làm sao một cái thứ nhân bản ra mà lại tốt bằng một cái con người mà mình sinh ra mình đã có được. Vậy thì làm sao một cái thứ mà nhân bản ra mà nó lại toàn năng bằng một cái thứ mà tự nhiên từ hoang sơ vài triệu năm nay đã có được. Bạn hiểu cái ý của Anna đang muốn truyền đạt với các bạn á. Và việc của mình là gì? Thay vì mình phải tập trung mình nghiên cứu mình ra, thì bây giờ là gì? Mình sử dụng một cái nguồn nguyên liệu mênh mông 2 triệu năm nay nó đang còn nguyên bản như thế. Chưa có một cái nền văn minh nào có thể chạm đến nó được. Nó có 7 công trình nguyên bản được UNESCO sử dụng. Nó giống như là bạn biết cái hang Sơn Đòng của mình đúng không ạ? Cái hang Sơn Đòng của mình á, nó có những cái hệ sinh thái 300 triệu năm nay rồi. 300 triệu năm nay rồi. Thì những cái vùng này nó cũng như vậy. Và chỉ cần mình dùng được những cái thứ từ cái thiên nhiên hoang dã đó, thì bắt đầu các nhà khoa học dùng những cái nguồn nguyên liệu là tự có từ ngoài bên ngoài thiên nhiên, họ bắt đầu đưa ra những công thức thì nó mới giá rẻ và mới dành cho tất cả mọi người. Đó, cho nên ở đây nhá, sản phẩm nào cũng tốt cả. Việc của chúng ta chọn cái sản phẩm nào mà kinh doanh mà nó thuận lợi, giá rẻ, ai cũng dùng được. Và rồi, người ta đang yêu thì mình hãy để cho người ta yêu, cho đến một ngày đẹp trời, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Mỗi ngày mình gõ một tí, và bằng cái kết quả của mình, cũng bằng cái niềm đam mê của mình, mỗi ngày mình gõ một tí, mình gõ một tí, và rồi đúng thời điểm thì người ta sẽ về với team của mình. À, riêng là như những cái người mà người ta đang yêu, giữa mình đang yêu ông chồng của mình, tự nhiên có một người nào cứ nhảy vào bỏ chồng đi, đi lấy chồng mới, thì mình cũng không chịu đúng không nào. Thế nên là, và rồi nhá, đôi khi người ta đưa ra những ý kiến gọi là ý kiến phản đối, là để xem mình tin tưởng được bao nhiêu với cái thứ mà mình đang lựa chọn. Bây giờ mình rủ người ta thì người ta cũng phải có những cái gọi là những ý kiến lại, để mà cho thấy rằng người ta cũng đang rất là tin tưởng những thứ mà người ta lựa chọn chứ đúng không nào. À, cho nên là đây là một cái quá trình. Và còn gì tuyệt vời hơn khi mà tất cả những anh tài sẽ tập trung về một mối để mà cùng nhau xây dựng nên một cái sự nghiệp. Và thông qua cái sự nghiệp đấy thì ai cũng có thể được chăm sóc sức khỏe và ai cũng có thể thịnh vượng. Mấu chốt của Siberia là tiền có ở mọi mắt xích các bạn ạ. Sản phẩm tốt là một chuyện, có sức khỏe tốt là một chuyện. Nhưng mà sức khỏe cũng không, tức là nếu có sức khỏe mà không có một cái phương tiện để kiếm tiền thì cũng không mài ra mà ăn được. Thế cho nên là gì? Cho nên là chúng ta cần phải tạo ra một cái độ nhóm mà tiền nó xuất hiện ở tất cả mọi mắt xích. Và Siberia là một nơi như vậy. Khi các bạn vào các bạn làm, các bạn sẽ cảm nhận rất là rõ cái điều này. Rất là rõ cái điều này. Cái khác biệt của cái việc, một việc là sản phẩm tốt với một việc, cái số 2 là gì? Cái việc triển khai nó thành mô hình kinh doanh. Hai cái thứ này nó khác nhau. Nó là hai level hoàn toàn khác nhau. Và Anna tin tưởng rằng là mọi cái sản phẩm thực phẩm chức năng của những công ty mà có cái thâm niên, ví dụ có niên đại mà khoảng trên 20 năm là rất tốt rồi. Đều là những sản phẩm rất tốt rồi. Bây giờ mình chỉ đi kinh doanh, mình dùng uy tín của mình dùng cái mô hình nào mà nó nhân văn, mô hình nào mà uy tín, mô hình nào mà được pháp luật bảo vệ, để mình có lôi, mình có trường cái mặt của mình ra
À, thì nó cũng tương xứng với cái uy tín, với cái nhân hiệu của mình. Dạ, vậy em trả lời như vậy, chị Trang thấy có cái hướng giải quyết được nào mà nó sáng sủa hơn cho chị Trang? Thực ra là tại vì chị cũng chưa, em biết chị mới rồi đó. Dạ. Cho nên cũng chưa có hiểu rõ hết những cái công nghệ về phía mình. Chứ còn phía người ta thích nói cái gì chị cũng không có quan tâm lắm. Dạ. Và chị cũng muốn hỏi để coi là trong cái ứng xử thôi. Chứ còn không phải là lôi kéo người ta theo cái kiểu đó thì chị sẽ không làm. À, em cảm ơn chị Trang. Ứng xử thì mình cũng có thể là phản hồi lại cái ý kiến của người ta sao cho nó thật sự là không khéo và nó thật sự là tâm phục khẩu phục đó thôi. Dạ, dạ, dạ. Đấy. Tất nhiên là chị cũng sẽ dành thời gian tìm hiểu về cái công nghệ của Siberia. Dạ, vâng ạ. À đây, em xin nhờ chị nhà tư vấn chuyên nghiệp Kết Nguyễn ạ. Chị Kết ơi, chị Kết có một cái đoạn mà chị Kết tìm hiểu về cái công nghệ chế biến sản phẩm Siberia á. Chị Kết có thể chia sẻ để cho chị Trang và tất cả các anh chị em ở đây mình được biết không ạ? Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Cái đoạn mà về công nghệ của Siberia hả nè? Dạ, cái đoạn là gì mà em nhớ là có cái tên công nghệ gì cơ, nghe cũng sang sang á. Siberia thì nó được làm theo một cái công nghệ, đó là cái công nghệ cryogen. Mọi người có thể lên trên mạng search chữ cryogen. Cryogen nó là cái công nghệ làm lạnh. Có nghĩa là sao? Khi mà sản phẩm bình thường á, nếu mà chúng ta nghiền ở nhiệt độ bình thường, nó sẽ sinh ra nhiệt. Và khi nó sinh ra nhiệt thì nó sẽ làm biến đổi chất ở trong sản phẩm, dẫn đến là khi cái sản phẩm đó nó sẽ bị mất đi một số cái công dụng. Chính vì như vậy mà công ty mình làm ra một cái gọi là cái công nghệ cryogen, là cái công nghệ mà họ sẽ bỏ vào trong những cái, nó như cái lò á. Mọi người nhìn trong cái catalog, mọi người sẽ thấy phía ngoài sẽ thấy có những cái như là cái lò luyện đơn á, thì họ sẽ bỏ sản phẩm vào trong đó, họ bỏ những cái nguồn nguyên liệu vào trong đó và họ để lạnh âm khoảng 196 độ C. Thì khi với cái nhiệt độ lạnh đó thì cái sản phẩm mình nó được đông lạnh và sau đó họ nghiền. Và cái mức độ nghiền của họ đó là nghiền siêu nano, nano siêu nhỏ. Tức là nghiền đến cái mức mà nó rất là nhỏ và mịn. Mọi người có thể mở những cái viên sản phẩm của mình để thấy được là cái mức độ siêu mịn của sản phẩm. Thì khi mà họ nghiền như vậy thì cái mức độ siêu mịn đó nó sẽ giúp cho là cái sản phẩm mình nó dễ hấp thụ. Khi mà mình dùng sản phẩm mình sẽ cảm nhận được cái sản phẩm nó nhanh. Trong vòng từ 3 đến 7 ngày là đã có thể cảm nhận rồi. Với những cái bệnh mà nặng thì có thể nó lâu hơn, nhưng mà bạn sẽ cảm nhận rất nhanh bởi vì cái công nghệ nghiền đó. Cái thứ hai là với cái công nghệ mà nano siêu nhỏ, công nghệ mà cryogen đó thì sẽ giúp cho cái việc mà mình dùng sản phẩm đó, nó sẽ đúng cái chức năng của nó, tức là nó không bị mất đi một số cái chất, nó không bị mất đi một số những cái gọi là cái nguồn, cái gọi là cái công dụng của từng cái sản phẩm, nó không bị mất đi mà nó vẫn giữ được tất cả những cái công dụng đó trong cùng một cái sản phẩm. Thì đó là cái công nghệ của Savory. Thì thực sự ra công nghệ này thì Savory là một trong những cái nước mà gần như là tiên phong cho cái công nghệ cryogen này. Đây các bạn có thể search cái này. Cryogen có chữ T đó ạ. Cryogen có chữ T, T-N-G-N, chữ cuối cùng là chữ T. Công nghệ nghiền lạnh lại. Cái công nghệ này thì hiện tại bây giờ cái công ty Vinamid nó cũng xài. Công ty Vinamid nó cũng có xài cái công nghệ này. Thì thực tế ra là khi mà họ sử dụng cái công nghệ này thì cái sản phẩm nó sẽ rất là nguyên chất. Và Vinamid hiện tại mình biết là đang là một cái công ty mà được chứng nhận hữu cơ của Mỹ, USDA. Đó là một trong những cái chứng nhận hữu cơ. Ngày xưa mình sử dụng cái sản phẩm hữu cơ là bất cứ cái sản phẩm nào cứ có cái chứng nhận USDA thì mình mới dùng. Thì đây là một trong những cái công nghệ mà những cái sản phẩm của USDA đây họ sử dụng. Thế nên là thực tế ra thì tại sao một số người hỏi là tại sao Siberian họ không có chứng nhận hữu cơ? Thực tế là bởi vì cái nguồn nguyên liệu họ nó quá là nó, tức là nó quá thiên nhiên đi, nó quá tự nhiên đi. Tại vì ngày xưa Kết cũng đã dùng những cái sản phẩm của một công ty khác mà tại cái vùng đất này nên Kết hiểu. Tại vì cái nó quá là thiên nhiên và tự nhiên, và hầu như tất cả những cái sản phẩm mà tại cái vùng đất này nè, khi mà mang về Việt Nam á, cái giá thành của nó không bị mắc, nó không bị mắc đâu ạ. Thế nhưng mà thành ra, nhưng mà khi mình nhìn như vậy mình nghĩ trời, sản phẩm này tốt mà tại sao giá nó lại rẻ như vậy. Thực tế ra là họ có khả năng để chế tạo ra những cái sản phẩm như vậy, và với những sản phẩm đó thì nó đều có dạng như là những cái chứng nhận, có thể làm được những cái chứng nhận hữu cơ. Nhưng nếu làm chứng nhận hữu cơ thì cái giá thay vì bạn phải mua một hộp trà 100, bạn phải mua một hộp trà khoảng 500 đến 600. Bạn có đồng ý không?
Lúc đó bạn sẽ nói là sản phẩm đắt quá làm sao tôi sử dụng. Nhưng thực tế là họ không cần. Họ không cần bởi vì sản phẩm của bạn nó thực sự nó tốt rồi. Nên họ không cần làm cái điều đó, mà bạn hãy cứ tự trải nghiệm đi. Họ nói là chỉ cần 2 triệu sống một tháng là để cho bạn trải nghiệm. Bạn trải nghiệm đi, bạn sẽ cảm nhận được. Bạn cứ là cái người tự chứng minh được cái điều đó. Cảm ơn Anna. Dạ, cảm ơn chị Kết rất là nhiều ạ. Dạ, và anh chị em mình sẽ thấy rằng là thêm những thông tin đấy nghe có vẻ như kiểu là nó bị phức tạp quá không? Thì thực ra nó cũng chỉ có như thế thôi. Mình phải yên tâm là những gì mà mình nói ở trên này là đã là tổng hợp của tất cả các trí tuệ của đội của mình rồi. Mà trí tuệ của đội của mình là cũng vào hàng là đào sâu đấy ạ. Cho nên là Anna có record cái này lại để anh chị em mình có thể nghe lại. Và khi mà mình nghe lại mình biết thì nguyên liệu này, rồi công nghệ sử dụng này, đó, và rồi cái cơ chế tác động này, chỉ ba cái đó thôi, nó sẽ mang đến cái hiệu quả của mình. Nguyên liệu thiên nhiên hoang dã, công nghệ là nghiền nano siêu mịn. Còn trước khi mà nghiền thì dùng cryogen để mà làm đông lạnh ở nhiệt độ âm 196 độ C, chỉ có thế thôi. Và sau khi nghiền nano siêu mịn rồi thì bắt đầu tạo ra những cái sản phẩm đóng gói như thế này, và ngay cả những cái vỏ mà mình dùng á là nó cũng là những cái collagen, nên cho nên là nó không có bị vón cục, không bị gì hết. Chỉ có như vậy cho nên mình cũng tránh hoang mang. Thông thường với những cái người tư vấn viên mới ban đầu thì Anna ít khi nói những thông tin này lắm. Mà do là đây chắc chắn là hữu duyên rồi. Ở đây các anh chị em mình mà muốn đào sâu, cho nên là đến thời điểm này, đến giờ này rồi mà mình vẫn đang còn có mặt ở đây. Nên Anna tin tưởng rằng là sau khi Anna gửi lại cái file record này, các bạn nghe lại cái file ngày hôm nay nữa, các bạn sẽ hiểu thực sự về cái bản chất của nó. Và rồi khi các bạn hiểu thực sự cái bản chất rồi thì mình còn muốn là gì? Đào thêm hơn nữa. Thì ví dụ như chị Trang này, mình hay đi ô tô, mình mở các video của bác Phạm Hữu Minh. Bác có những cái chương trình để mình có thể là mình nghe mà mình có thể tận dụng được thời gian. Còn tất cả những cái anh chị em khác thì mình khi mà mình hãy tranh thủ để mà mình có thể trang bị thêm cho mình. Và ở đây ấy, hãy nhớ rằng là nếu mà là những cái người mà nông dân này, hoặc những cái người mà người ta chưa bao giờ người ta nghe thấy những cái từ này, thì người ta sẽ không thể nào người ta có thể thuộc được. Cho nên mình cũng phải tùy những đối tượng mà mình sẽ đào sâu cho người ta, tùy từng đối tượng mà mình hướng dẫn, tùy từng đối tượng. Được chưa ạ? Dạ rồi ạ. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị Trang, mà chúng ta có cơ hội chúng ta đào sâu xuống đến tận đây. Đã còn anh chị em nào có một cái câu hỏi gì nữa mà muốn được giải đáp không ạ? Chị Trang thấy thông tin như vậy là đủ để mà trang bị, gọi là áo giáp như vậy đủ chưa chị? Quá đủ luôn. Hay quá. Dạ. Cảm ơn Anna và cảm ơn chị Lệ đó ạ, rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Thông tin có nghĩa là nó hơn cả những mong đợi của mình. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Em tin tưởng là với cái mức độ ham học hỏi của chị Trang và sự nghiêm túc của chị Trang thì từ giờ đến cuối tuần thôi là chị Trang nhuần nhuyễn. Tức là tính cái giai đoạn này là cái giai đoạn để mà làm mình nhuần nhuyễn đấy ạ. Có những người là làm cả tháng mà vẫn chưa hiểu. Mà có những người mà chiến đấu có mỗi một tuần, thứ năm tuần trước em mới ra Đà Nẵng chị nhờ. Tới thứ năm tuần trước em mới có mặt ở Đà Nẵng. Thế là chỉ trong vòng có chưa đến một tuần thôi là mình, do là mình cái cường độ làm việc của mình rất nhiều, cho nên mình đã nhuần nhuyễn rồi, và sau này mình làm việc nó sẽ vô cùng thuận lợi. Đấy là cái giá trị của cái hành trình lên tư vấn viên trưởng đấy ạ. Nhân tư vấn viên trưởng nhất định là bạn phải nhuần nhuyễn. Đó, và bởi vì là chị vẫn có mặt. Em chưa từng thấy, từ khi em vào độ đến giờ em chưa từng thấy một ai mà lại có khả năng hành động, mà lại đào sâu mà lại nhanh như thế, giống như chị Trang. Cho nên là em có một cái niềm tin mạnh mẽ lắm dành cho thị trường Đà Nẵng. Đấy, thế cho nên là thông qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy đấy ạ, là chúng ta đang có những cái đội nhóm mà rất là, gọi là thực sự rất là quyết liệt. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng của tháng, thì chúng ta hãy thật là mạnh dạn, thật là mạnh mẽ để mình giới thiệu sản phẩm của mình đến. Sản phẩm của mình thực sự tốt ạ, thực sự đến từ thiên nhiên. Và bạn biết không, từ những cái nguyên liệu mà ở thiên nhiên, mà từ cái vùng hồ Baikal là 2 triệu năm nay rồi, nó vẫn nguyên si như vậy. Đó, nguyên si như vậy mà tạo ra những cái sản phẩm trà mà có hơn 100.000. Có hơn 100.000 thôi thì mình mới thấy được cái tâm của cái người chủ tịch, của bà chủ tịch. Hãy nhớ rằng là bà sinh năm 1974. Và rồi từ khi 16 tuổi bà đã viết trên cánh cửa nhà mình là tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và đấy là đặc điểm của những công ty như thế. Những công ty mà không đến từ, thực sự mình nói này thì một số công ty bạn có khi lại giận mình, mà ý là công ty của Mỹ với công ty của Nga thì nó cũng có những cái concept nó khác nhau.
Cho nên là chúng ta đang được hưởng những cái giá trị gọi là giá trị cốt lõi, thực sự sáng tạo, thực sự CBD, thực sự vì con người. Và vì con người cho nên chúng ta mới có những sản phẩm rẻ như thế. Vì con người chúng ta mới có 6 năm chưa hề có một lần tăng giá. Vì con người cho nên chúng ta mới có một cái chiến lược gọi là cái chế độ hoa hồng mà không giới hạn cái chiều nào cả. Ui, ai làm được bao nhiêu được hưởng bấy nhiêu, chẳng có một cái giới hạn gì cả. Vì con người cho nên chúng ta mới có những cái chính sách là cứ 2,6 triệu là một tháng là bạn có thể được hưởng hoa hồng rồi. Tuy nhiên là nếu mà một người nào chẳng có vốn liếng gì cả, cũng chẳng biết bán rất nhiều hàng, thì mình chỉ cần nâng cao cái gọi là cái năng lực bên trong của mình để mình có thể làm việc với đội nhóm là đủ rồi. Và Anna mong rằng là thông qua cái buổi hôm nay chúng ta đã hiểu rõ hơn về cái nguyên lý hoạt động của sản phẩm, về quá trình mà tạo ra sản phẩm của chúng ta. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái niềm tin mạnh mẽ, niềm tin về sản phẩm luôn luôn là niềm tin cốt lõi, tình yêu sản phẩm luôn luôn là cái tình yêu gốc rễ. Cho nên tất cả các anh chị em hãy làm sao mà sử dụng những sản phẩm đinh của tập đoàn mình á, để mình xứng đáng để mình được dùng những cái sản phẩm đinh của tập đoàn của mình. Cơ thể của mình xứng đáng được điều đấy, cái xe bò này nó xứng đáng để mà được gọi là được trùng tu. Trước khi mà đến sang giai đoạn bảo dưỡng nó phải được trùng tu cái đã, đúng không nào? Và chắc chắn bằng cái cảm nhận đấy mình đi chia sẻ cái kết quả đó là tự động chúng ta sẽ ra hàng một cách gọi là một cách tự nhiên như hơi thở, như là chúng ta hít thở. Và cảm ơn các anh chị em rất là nhiều, 40 anh chị em vẫn còn có mặt ở đây lúc 11 giờ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái buổi sinh hoạt vào thứ hai và thứ tư. Và tối thứ sáu chúng ta sẽ có cái buổi trao đổi của anh Trương Huy Cường nữa. Thì anh chị em hãy dành thời gian để anh chị em vào nhé. Và xin chúc anh chị em có những ngày cuối tháng chúng ta sẽ có sự bùng nổ về doanh số ạ. Xin chào, hẹn gặp lại và xin chúc anh chị em ngủ ngon. Chúng ta thả tim cho nhau nhé nha. Chúc cả nhà ngủ ngon.